Đây là món tàu hũ dùng thịt của mình. Các bạn nhìn xem có ngon không nè. Vậy xin mời các bạn, các cô, các anh, các chị vào bếp của mình tham quan nha. Hôm nay em làm món ăn gia đình là món tàu hũ chiên dồn thịt. Thì nguyên liệu của em hôm nay em xài á là 250 gram thịt đã được xay nhuyễn và hai trái cà chua để em làm sốt cà, một miếng nấm mèo, hai miếng tỏi để chiên phi cho nó thơm, và hai củ hành tây hoặc là hay là củ cà tím á. Thì cái này là củ này là được nhập từ Pháp qua nè, cà tím của Pháp á, củ hành tím của Pháp á, và một miếng, một nắm bún tàu và một miếng tàu hũ. Bây giờ là em đi cắt tàu hũ ra em chiên. Bún tàu và nấm mèo, một tay nấm mèo em mang đi ngâm nước ấm cho nó mềm. Còn miếng tàu hũ thì em cắt ra làm đôi trước, rồi sau đó cắt lại làm đôi của cái này nữa. Còn một miếng tàu hũ bự mua ngoài chợ về á, là mình làm được 4 miếng nhồi thịt. Tại vì mình phải làm cho nó dày dày như vậy nè. Để chút nữa mình nhồi, mình cắt nó ra mình nhồi thịt được ở bên trong được. Bây giờ 4 miếng này em mang đi chiên bên. Trong lúc mình chiên tàu hũ chờ cho tàu hũ vàng thì mình xoay qua mình chuẩn bị những nguyên vật liệu của mình. Thì là em phải cắt tỏi, em bằm nhuyễn, còn hành tây hay là hành tím là lớn nè, thì mình cắt hạt lựu mình bỏ vô trong thịt của mình. Còn cà chua thì em cắt đôi cái cà chua ra, em bỏ hộp đi. Bỏ cái loại hộp này, mình không có xài hộp này. Bởi vì cái hộp này nó không có tiêu, không có tốt cho bao tử. Mình vừa băm xong cà chua, giờ mình để cà chua qua một bên, rồi mình cắt tiếp nấm mèo nha. Nấm mèo mình cắt nhuyễn ra, cắt nhuyễn hạt lựu luôn. Cái chân của nấm mèo nó rất là cứng, nhớ các bạn nhớ bỏ ra nha. Cái nấm chân nó rất là cứng, rồi mình cắt hạt lựu luôn ha. Bây giờ mình chọn, mình bỏ tất cả những cây cà tím mình đã cắt hạt lựu rồi, mình bỏ vô trong cái hỗn hợp của mình luôn ha, bỏ hết vô.
Mình bỏ vô một muỗng muối. Một muỗng muối nữa, ít nữa ha. Khoảng 2 muỗng cà phê muối. Và 4 muỗng cà phê đường. 1 2 3 4 và 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 chút tiêu. Đó mình lấy ra một miếng nấm mèo hồi nãy mình đã ngâm. Mình cắt cái nấm mèo của mình hồi nãy đã ngâm nè, mình cắt nó nhỏ nhỏ vô. Mình trộn cái hỗn hợp mà nãy mình bỏ vô ha. Thịt nè, đầy đủ hết rồi nè. Trộn đều lên. Xoay qua mình xem cái tàu hũ hồi nãy mình mới chiên. Mình đang chiên nè. Mình chiên chỉ vàng vàng cái mặt bên ngoài thôi nha mấy bạn ha. Mình chiên vàng vàng thôi. Sau khi mà cái tàu hũ nó vàng vàng rồi đó thì mình chuẩn bị một cái đĩa, thì mình để một miếng lót một miếng giấy đồ ăn lên để mình để lên đó, để mình thấm bớt dầu từ tàu hũ mình mới chiên ra. Mình chỉ chiên nó vàng vàng bên bề mặt ngoài thôi. Đây là tàu hũ mình chiên xong, mình để cho nó nguội, mang ra giấy mình để cho nó ra bớt dầu, thấm bớt dầu và nguội đi. Nhưng khi chiên mấy chị em đẹp nhớ là coi chừng bị phỏng á, bởi vì dầu nó văng ra dữ lắm, trong tàu hũ nó ra nhiều nước cho nên dầu gặp nước bắn tung tóe. Mình bật lại cái bếp cho cái chảo cho dầu nó nóng nha. Ở chế độ nhỏ nhỏ thôi, 1.5 thôi cho nó nóng lại. Còn đậu hũ mình đã để cho nó nguội nguội một tí nè, mình sẽ cắt đây, dùng đầu của con dao nhỏ mình cắt. Đúng, mình khoét nè để cho mình nhồi thịt cho nó dễ nè. Mình cắt hết 4 miếng. Đấy, mình khoét nè. Rồi mình sẽ dùng cái hỗn hợp thịt hồi nãy của mình đó, mình làm thành một viên nho nhỏ nè. Mình làm thành một viên nho nhỏ. Mình bỏ nó vô. Mình nhét nó vô. Mình nhét vào. Bên cạnh mình cũng chuẩn bị một chén nước mắm nha. Một chút xíu nước mắm mình để làm gì nè, là bởi vì khi mà mình nhồi vô trong cái tàu hũ rồi đó, thì cái mặt á mình lấy mình nhúng nước mắm một tí xíu cho nó dính cái mặt lại. Dính nước mắm phía trên. Rồi mình để lên chảo mình chiên cái mặt cho nó vàng. Chiên cái mặt thôi. Giống cái thứ hai, mình cũng làm một viên nho nhỏ vừa vừa. Mình nhét nó vô từ từ.
mình chét nước mắm vô trên cái bề mặt. Mình vo viên lại nè, rồi mình cũng đem đi chiên. Đây, mình để lên chảo, mình chiên cái mặt thôi. Khi nào cái mặt vàng, mình lấy ra. Mình đã chiên xong cái đĩa thịt, mình chiên bên ngoài cho nó do, cho nó vàng, rồi cái mặt của thịt cũng vàng, mình lấy ra đĩa để cho nó ráo một tí. Thì bên cạnh đó mình lấy một cái chảo khác ha, mình lấy một cái chảo khác, mình bắt một cái chảo khác và mình đổ một miếng dầu ăn lên. Rồi, khi mà dầu nó đã nóng nóng, mình bỏ tỏi vô. Rồi khi tỏi nó đã bắt đầu hơi vàng vàng rồi thì mình lấy cái sốt cà chua hồi nãy mình băm á, mình đổ vô. Mình đổ thêm một chút xíu nước mình tráng cái này ha, mình bỏ vô luôn. Các bạn nào muốn cho cái sốt của mình á nó đỏ đỏ lên một chút nữa đẹp á thì mình dùng cái loại tomato mark, có nghĩa là tinh cái cà chua tomato pasta đó, mình bỏ vô một chút xíu thôi. Nặng vô một chút xíu. Này nó cũng chỉ là cà chua thôi. Nhưng mà họ bây giờ mình nêm cho cái sốt cà chua của mình á, hồi nãy mình còn miếng nước mắm mình làm hết dư nè. Mình đổ vô trong sốt luôn. Rồi. Mình bỏ thêm miếng đường, miếng muối. Mình cứ làm từ từ rồi mình nêm thử ha. Đường nè. Mình cứ làm đều đều từ từ. Trộn từ từ cho nó sên, cho nó sến bốn lại cái sốt của mình. Rồi sau đó thì mình cho trở lại tàu hũ của mình hồi nãy nè.
thành ba ba viên của mình. Giờ mình đóng nắp lại và mình hầm, mình để cho nó chín và thấm sốt vào trong tàu hũ với lại thịt nha. Mình để lửa riu riu thôi ha, đóng nắp lại. Mình đóng nắp lại và mình chờ cho nó thấm một tí rồi mình mở nắp ra, rồi mình trở lại cái mặt kia. Mình trở cái mặt tàu hũ qua mặt kia để cho nó thấm vô cái mặt bên kia ha. Rồi khoảng 7-8 phút mình mở nắp ra, mình trở mặt của tàu hũ để cho cái mặt bên kia nó thấm tiếp. Vậy là mình đã xong cái món tàu hũ dùng thịt của mình rồi đó. Bây giờ mình đi bắt nồi cơm nữa và mình dùng với lại cơm trắng nữa. Các bạn nhớ nêm thì các bạn nêm sốt theo khẩu vị của mình nha. Bây giờ mình múc ra dĩa nha. Đây là sản phẩm cuối cùng của em, món tàu hũ dồn thịt. Các bạn thấy ngon không? Em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị, anh chị em, bạn bè đã xem video của em nhé. Nếu thấy thích thì xin vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ em và để nhận được video sau của em. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn lại video sau nhé. Mami ơi, xem nè, món tàu hũ dồn thịt, ngon không? Mami, I can cook.